Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HP Photoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Photoshop để chúng ta tạo ra được một cái poster giống như là poster MV Trải Ngày Đi của Sếp Tùng. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái hình chúng ta đã có kiểu như thế này đó, thì chúng ta sẽ ra đấy kết quả giống kiểu như này, hình là hình của mình hồi xưa, cho nên là bỏ đi đi. Rồi đây chúng ta có cái hình mẫu kiểu như thế này, thì có thể thấy là cái hình của Sơn Tùng á, thì nó sẽ có cái phần màu đen và phần màu đỏ, có đúng hai tông màu thôi. Thì cái phần màu đen của nó không có xài cái phần màu đen mà dạng như là đen đặc, mà nó giống như là đen mà hơi xám xám á, thì chúng ta cũng làm y chang như vậy ha. Thì đây mình sẽ bắt đầu tạo một cái file mới. Ở file mới này các bạn có thể chọn bất kỳ cái size nào cũng được, như đây mình sẽ sử dụng size A4 luôn và bấm create. Rồi chúng ta cũng làm y chang vậy luôn, là làm chọn một cái hình nền màu đen, tạo hình nền màu đen ha. Đây mình sẽ click, đây mình sẽ đưa nó về góc đi. Đấy, chúng ta sẽ tạo cái hình nền màu đen. Phần màu đen này thì chúng ta sẽ không chọn màu đen hoàn toàn, mà chúng ta hơi đưa lên chữ trên tí xíu để nó hơi xám xám một chút ha. Rồi chúng ta chọn OK. Tiếp theo nữa thì mình sẽ vẽ cái phần màu đỏ này. Phần màu đỏ này thì đơn giản thôi, chúng ta sử dụng cái shape, hoặc là mình sẽ sử dụng cái shape ha. Ở cái shape này các bạn sẽ chọn vào cái fill này, ta sẽ chọn cái phần màu đỏ làm sao cho nó ở phần giữa giữa này, các bạn chọn kéo hết xuống là ra màu đỏ. Thì chúng ta sẽ chọn hơi giữa giữa này chút xíu và chúng ta click OK. Đây, và stroke tức là cái biên thì mình sẽ để là không, để nâng ha, để nâng, click đây cái là để nâng. Tiếp theo chúng ta sẽ giữ phím shift và chúng ta click mở ra để chúng ta có một cái hình vuông kiểu như thế này. Hình vuông này thì chúng ta sẽ đưa nó vào giữa ha, mình đưa nó vào giữa. Mình nghĩ tầm này là OK. Tầm này là OK. Rồi, OK. Tiếp theo nữa là mình sẽ lấy một cái hình cá nhân để mà mình bỏ ở giữa này. Các bạn có thể chọn bất kỳ một cái hình gì cũng được. Đây, mình sẽ cho nó lớn lên chút xíu nữa. Hình chọn bất kỳ cái gì cũng được, nhưng mà tốt nhất là chúng ta sẽ làm giống như là siêu tổng ấy, là chúng ta sẽ sử dụng một cái hình mà nó sáng một bên, và nếu có được một cái điểm sáng hoàn toàn giống như là cái quẹt ga trên tay ống như thế này nữa thì càng tốt nữa, nhưng mà không có thì không sao. Thì nếu như các bạn không có cái hình mà kiểu như thế này thì hình của mình kiểu như thế này, thì các bạn có thể đơn giản là sử dụng cái cây đèn bàn, các bạn tắt hết đèn ở ngoài đi, sau đó các bạn sử dụng cái một cây đèn bàn để ở một bên, chỉ bật cái cây đèn bàn đó thôi, và chúng ta chọn lấy nhờ một người bạn nào đó chẳng hạn thế sử dụng cái điện thoại để chúng ta chụp, để chúng ta có một phần một bên sáng như thế này, khá là thôi, đơn giản đúng không? Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ vì chúng ta bây giờ đơn giản là chọn một cái vùng thôi, chọn vùng vào phần phần người của chúng ta là sao cho nó hợp lý. Thì đây mình chỉ đơn giản là chọn vùng như thế này. Thì ở đây mình đã sử dụng cái polygonal lasso tool để chúng ta vẽ dần như này thôi, không cần phải quá gọi là chính xác vào cái biên ha. Đây mình vừa chọn một cái là mình chọn vùng, sau đó mình click vào cái add layer mask để chúng ta có cái layer mask như thế này. Nếu CC 2014 trở lên các bạn click đôi vào thì các bạn sẽ có thể chỉnh được cái radius. Như ở đây radius mode mình sẽ tăng nó lên một chút xíu để cho nó mềm cái biên đi ha, và đặt click OK. Rồi đây mình sẽ kéo cái hình này qua, kéo cái hình này qua bên hình mà mình đang làm đây đó, thì chúng ta sẽ bấm control, mình sẽ gộp nó lại luôn, mình bấm apply layer mask và chúng ta bấm control T, và chúng ta thu nhỏ cái hình của chúng ta lại làm sao cho nó vừa đúng vào cái vị trí mà các bạn cảm thấy OK nhất. Như thế này mình cảm thấy để tầm này là đẹp, tầm này là đẹp. Lại khá là hơi vai đi lên chút nữa đó. Rồi để vai thì nhìn nó hơi kỳ, yên tâm đi, mình có thể chỉnh lại, nhưng mà có thể thấy là ở cái hình của Tùng á, là nó đứng ở giữa và để nó gần như là chia cái tấm hình này thành hai phần ha, phần màu đỏ bên này, phần màu đỏ bên này, để có chữ chạy ở ngay phía dưới này để cho nó đẹp, với mà theo bố cục thôi. Thì đây mình cũng làm tương tự thôi, mình sẽ lấy vùng của cái phần này ha, mình đang muốn bỏ những cái phần thừa ra, mình sẽ lấy vùng của cái hình vuông này, tại vì muốn muốn cái người này vào hình vuông thì mình sẽ lấy vùng bằng cách là giữ phím control và chúng ta click vào cái rectangle này một cái là chúng ta có cái này thôi. Sau đó các bạn bấm control shift y để chúng ta đảo ngược vùng chọn lại, và các bạn cũng có thể đơn giản là bấm delete một cái là xong. Chúng ta có kết quả kiểu như này. Qua lại tí nó hơi cắt đầu chút xíu, thì nếu các bạn không muốn cắt đầu thì không sao, OK ha.
Thì tiếp theo nữa là chúng ta sẽ lấy màu để chúng ta làm cái gradient mà một nửa bên này, một nửa bên này, tức là cái vùng sáng á, là chúng ta sẽ cho nó ám cái màu đỏ, còn vùng tối thì cho nó màu xám ha. Mình sẽ lấy mẫu nhỏ như sau. Mình sẽ sử dụng cái eyedropper, mình click một cái vào phần background hoặc là như nào đó, thì mình sẽ để phần màu đen ở phía dưới này, chúng ta bấm phím này một cái, hoặc là các bạn bấm phím X cũng được, chữ X á. Rồi tiếp theo nữa, để phần màu trắng lên, chúng ta click màu đỏ bên ngoài đó, thì chúng ta sẽ có cái phần là màu màu đỏ ở trên và phần màu đen ở dưới. Sau đó các bạn chọn vào gradient map ha, gradient map, nó hơi bị ngược một chút xíu đó, thì các bạn miễn là sao phần bên này màu đen, phần bên này màu đỏ ha, nhưng mà cái phần màu đen này nhớ để cho nó trùng với lại cái màu nền, còn phần màu đỏ này trùng với lại màu phần màu đỏ của cái ô vuông. Và các bạn click vô cái clipping mask ha. À, và chúng ta sẽ có kết quả kiểu như thế này, khá là ok đúng không? Nếu như các bạn muốn thì phần màu đỏ mình sẽ cho nó hơi sáng lên một chút xíu, phần màu đỏ sẽ cho nó hơi sáng lên chút xíu đó. Ok rồi, sau khi mà chúng ta đã có cái này xong rồi ha, thì chúng ta chỉ đơn giản thêm cái chữ vào thôi. Mình sẽ sử dụng cái chữ cũng là chữ chạy, mình sẽ sử dụng một cái phông, thằng này không biết ngay đi. Mình sẽ để chữ ngày đi trước. Mình sẽ mở cái này lên Windows và chọn là Character, Character để mình có thể chỉnh lại được cái chữ Character đây. Đó, và các bạn, mình sẽ chỉnh như sau, mình sẽ để này là không mặc định ở đây nó sẽ là như này ha. Và mình sẽ để font size cho nó lớn lên chút xíu. Font đấy, tầm này đó, các bạn có thể để ý là của sếp thì cũng tầm này thôi, nhưng mà cái sếp của sếp là nó sẽ có cái phông có chân, thì đây mình cũng sẽ chọn một cái phông có chân. Mình sẽ chọn một cái phông, ví dụ như là phông này chẳng hạn, thế Adobe Collection Pro hoặc là những cái phông nào mà các bạn cảm thấy ok nhất có thể. Thằng này không biết nó xài cái phông gì không biết nữa, nhưng mà các bạn có thể chọn bất kỳ cái phông gì miễn là có chân thì để nhìn cho nó giống thôi. Đây như cái này mình sẽ chọn cái này ha. Đó, Medium Pro, đó, chạy ngay đi. Mình sẽ để như thế này và mình sẽ để cho nó hơi xuống chút xíu. Tiếp theo là mình sẽ thêm chữ chạy. Chạy. Đấy. Mình sẽ thu nhỏ chữ chạy này lại để cho nó vừa vào cái phần người thôi. Đó, và kéo xuống chút xíu. Đó, giống không? Giống. Phong chưa giống lắm nhưng mà thôi kệ, đại khái là nó là như vậy ha. Tiếp theo là phần chữ nhỏ nhỏ ở phía trên thì các bạn có thể thêm cũng được, không thêm cũng không sao. Như đây mình sẽ để chữ Hoàng Phúc, HP Photoshop đi, HP Photoshop kênh của mình, và mình sẽ chọn cái phông giống như kiểu của tổng nó chọn vậy đó, phông không có chân và nhỏ nhỏ thôi đó, và giãn cách ra chút xíu nữa. Giãn cách thì mình sẽ cho nó giãn ra như thế này đấy, vậy thôi. HP Photoshop đó, chỉ cần vào giữa cái đấy. Ví dụ thêm logo hay là thêm cái gì cũng được, các bạn có thể để thêm ở đây. Rồi tiếp theo nữa các bạn để ý phần cuối cùng là chúng ta sẽ có cái phần mà nó hơi có cái vân kiểu như này, các bạn có thể thấy này, đã nó hơi bị sần sần như thế này, thì chúng ta sẽ lên Google và các bạn chọn search cái chữ là Papyrus Background. Papyrus Background thì nó sẽ ra cái kiểu mà giống giống kiểu như của ông Tùng nó xài. Đây mình sẽ chọn cái bất kỳ cái này, miễn là nó họa tiết nó gần giống thôi ha. Nếu mình chọn cái này luôn, mình sẽ bấm chuột phải và chọn copy image, quay trở lại đây mình hình của mình, và mình sẽ bấm Ctrl V. Rồi bây giờ mình sẽ bấm Ctrl T để chúng ta đảo ngược cái thằng này lại để sao cho nó vào đúng cái hình của ông ta, hoặc là như thế nào đó cũng được. Đó, ta để như này, ok ha. Tiếp theo nữa mình sẽ khử đi để làm sao mình chỉ còn lại màu trắng đen thôi, mình bấm Ctrl Shift U. Đó, tiếp theo nữa mình sẽ chuyển nó sang là Multiply để những cái phần màu trắng á, nó biến mất hết đi và chỉ còn lại phần màu đen thôi, thì chúng ta sẽ có kết quả kiểu như thế này. Thì bây giờ các bạn chỉ đơn giản là giảm opacity xuống một chút xíu, nhớ cái này chúng ta cái layer mà texture này mình sẽ để trên cùng ha, mình sẽ để trên cùng và mình sẽ giảm lại chút xíu. Rồi như đây mình cảm thấy là khá ổn rồi, thì bây giờ mình sẽ cho nó tăng tăng sáng lên chút xíu, thì mình sẽ click vào cái adjustment layer và mình chọn là brightness contrast, thì mình sẽ tăng sáng lên chút xíu, tăng contrast lên một chút xíu, và chúng ta cuối cùng có được kết quả kiểu như đúng y chang như là cái poster của thằng Tùng. Và nếu như các bạn thể thấy là ở cái hình này nó hay hơn ở chỗ là nó có phần sáng thôi. Thì nếu các bạn muốn cũng được, kiếm thêm cái nến hay là cái gì đó. Rồi được rồi, thì đó là cái cách mà chúng ta tạo ra một cái poster giống như poster chạy ngay đi của Tùng. Ok.
ơn các bạn đã theo dõi tutorial này. Mình có khóa học Photoshop cơ bản ở trên fanpage của mình. Các bạn có thể truy cập vô là cơ bản.hpphotoshop.com hoặc là ngay vào cái thông tin ở phía dưới này, mình đang để ở phần phía dưới, cũng có thể là ở phần description, phần mô tả hoặc là phần comment phía dưới. Đừng quên like, subscribe và share cái video này nếu các bạn cảm thấy thích ha. Và chúc mừng Sơn Tùng lại có một cái bản nhạc nữa cũng khá là hay. Bây giờ một phút nữa Sơn Tùng nó broadcast cái bài đó thì mình sẽ biết được nó là hay dở, nhưng mà ok, chúc mừng thằng bạn, ok ha, chẳng quen biết gì đâu. Bye bye.